Hello anh em, ngày hôm nay Coi ép làm cái video này để hướng dẫn anh em cách đăng ký tài khoản này cũng như là cách KYC tài khoản trên sàn giao dịch Binance. Sàn giao dịch Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay, được thành lập bởi Trang Phen Giao. Nếu như mà anh em chưa biết Trang Phen Giao là ai ấy, thì anh em có thể ghé qua TikTok của Coi ép để xem Trang Phen Giao là ai nhá. Sàn giao dịch Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín với hơn 900 cặp giao dịch và được thành lập từ năm 2017. Phí giao dịch thì khá là thấp, chỉ 0,1% thôi, nhưng mà xử lý các lệnh thì rất là nhanh. Ngoài hỗ trợ giao dịch các đồng tiền mã hóa như là BTC, Ethereum, BNB và USDT thì Binance còn tích hợp các phương thức thanh toán khác nhau như là Visa card này, Mastercard này. Tuy nhiên, nếu như anh em muốn mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng ấy thì anh em nên suy nghĩ kỹ nha, vì cái phí giao dịch rất là cao, từ 3 đến 4% cơ, nên anh em cân nhắc nha. Sàn cung cấp nhiều dịch vụ như là lending, margin trading, future này, staking, DEX. Hiện nay sàn giao dịch Binance miễn phí khi anh em nạp tiền vào, còn nếu như anh em rút tiền ra ấy, thì anh em sẽ phải chịu một khoản phí nhất định tùy từng vào đồng coin nha. Mình vừa điểm qua một vài điểm nổi trội của sàn giao dịch Binance, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trang web binance.com nha. Anh em để ý này, nếu như mà anh em nào mà không dành tiếng Anh ý, thì có thể ấn vào đây và chúng ta chọn tiếng Việt nha. Trên này thì có đăng ký và đăng nhập này. Chúng ta sẽ ấn vào đây đăng ký nha. Quốc gia chúng ta sẽ chọn là quốc gia Việt Nam nếu như mà chúng ta đang ở Việt Nam. Còn nếu như chúng ta đang ở đất nước nào đó, chúng ta sẽ lên đây tìm kiếm. Và anh em sẽ đánh cái đất nước mà mình đang sinh sống vào nha. Ở đây tạo tài khoản Binance. Thì Binance sẽ cho đăng ký bằng email hoặc số điện thoại di động. Theo mình ý, thì mình sẽ đăng ký email. Còn điện thoại di động có một số mạng ấy họ chặn và chúng ta sẽ không nhận được cái mã xác minh. Chính vì vậy thì mình khuyên anh em nào mà mới tham gia thị trường mà đang muốn đăng ký cái tài khoản Binance thì nên đăng ký bằng email nha. Bây giờ mình sẽ đánh cái tài khoản email của mình vào đây. ID giới thiệu, nếu như mà anh em nào có bạn bè giới thiệu thì có thể đánh ID của bạn bè vào đây. Hoặc nếu mà không có thì không cần đánh cũng được nha. Phần đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email thì anh em, nếu như mà anh em muốn cập nhật thông tin nhanh nhất này, ví dụ như là đồng nào chuẩn bị list sàn Binance vào giờ nào ngày nào này, hoặc là cập nhật giá thị trường, hoặc là đồng coin nào tăng giá nhiều nhất trong ngày hoặc là trong tuần á, thì là sàn Binance sẽ gửi về mail cho anh em. Thì nếu như anh em nào muốn đăng ký nhận thì có thể tích vào đây nha. Sau đó tích vào phần tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản và dịch vụ của Binance, rồi ấn tạo tài khoản này. Anh em kéo cái miếng này sang cho nó khớp vào nhau là được. Sau đó chúng ta sẽ quay lại email của chúng ta để lấy cái mã xác minh nha. Mã xác minh này gồm có 6 chữ số và có giá trị trong vòng 30 phút. Đấy, chúng ta vào mail và chúng ta lấy 542418. Sau khi mà chúng ta ấn cái mã xác nhận xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện này. Đó, có 3 cái mục mà chúng ta có thể nạp tiền vào. Nạp tiền mã hóa để bắt đầu giao dịch. Mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng của bạn. Mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng là sao? Có nghĩa là nếu như là anh em nào mà có thẻ tín dụng ấy, thì chúng ta có thể dùng thẻ tín dụng để mua tiền mã hóa. Nhưng mà mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng ấy thì phí rất là cao, từ 3 đến 4%, cho nên là anh em cân nhắc kỹ nha. Nạp tiền mã hóa để bắt đầu giao dịch thì có nghĩa là nếu như mà anh em đã có tiền mã hóa ở một sàn nào khác rồi á, thì anh em có thể chuyển thẳng sang Binance để giao dịch nhá. Mua tiền mã hóa bằng cách sử dụng Binance P2P, có nghĩa là chúng ta có thể lên sàn Binance và mua tiền mã hóa qua một người khác cũng đang sử dụng sàn Binance. Là có nghĩa là mua từ người này qua người khác đó. Chúng ta có thể giao dịch trực tiếp với nhau và cái tài sản của người đó được sàn Binance giữ lại để làm an toàn khi mà chúng ta giao dịch. Sau đó chúng ta đi đến bảng điều khiển nha anh em. Binance sẽ yêu cầu chúng ta bật tính năng True FA, bao gồm là Binance Google Authent và bật tính năng bảo mật cho tài khoản. Thì có hai cái bảo mật cho tài khoản, một là xác minh bằng điện thoại và hai là kích hoạt Authent. Thì theo mình ý, thì tất nhiên là chúng ta sẽ kích hoạt bằng Authent thì nó sẽ an toàn hơn bằng xác minh điện thoại. Như mình nói lúc nãy rồi ý, là có một số mạng ý, người ta sẽ chặn, chúng ta sẽ không nhận được cái mã xác minh. Chính vì vậy chúng ta cài đặt bằng mã Authent, cài app ở trên điện thoại luôn, như vậy nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó, ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là nếu như anh em nào dùng Apple thì chúng ta sẽ lên App Store này. Còn nếu như anh em nào dùng Android thì chúng ta sẽ có thể lên CH Play để tải về. Ở đây có một cái mã quét, đó, thì anh em có thể mở điện thoại của mình ra và quét cái mã này.
ở dưới cái mã quét QR này thì có một cái dòng chữ này, có nghĩa là nếu như mà anh chị em chúng ta mà không quét được cái mã này á, hoặc là máy điện thoại chúng ta gặp trục trặc gì á, thì chúng ta có thể copy cái phần mã này vào và chúng ta nhập thủ công nha. Ở đây Binance yêu cầu anh em là sẽ lưu lại khóa dự phòng này ở nơi an toàn đó, cho nên là chúng ta sẽ lưu lại cái phần mã này, copy cái phần mã này và cất vào một nơi an toàn, đề phòng đến lúc mà chẳng may mà chúng ta thay máy này, hay chúng ta xóa lỡ tay xóa mất app Authent chẳng hạn á, thì chúng ta có thể nhập lại cái mã này và lấy lại cái mã Authent của Binance nha. Và anh em nhớ là không được để lộ cái mã Authent này, vì anh em chỉ cần để lộ cái mã Authent này thôi là chúng ta sẽ mất luôn cái tài khoản này nha. Kích hoạt Authent bằng cách xác minh tài khoản. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào lấy mã và trở lại email để lấy mã. Mã xác thực này là chúng ta sẽ vào trong Google Authent. Cứ khoảng 30 giây một lần thì mã Authent ở trong đó, trong điện thoại á, sẽ thay đổi một lần. Nên là chúng ta phải nhập thật nhanh nha. Sau đó chúng ta ấn tiếp theo. Như vậy là anh em đã bật xong cái Google Authent để bảo vệ tài khoản của mình. Sau đó chúng ta quay lại bảo mật. Đó, bảo mật như anh em nhìn thấy là chúng ta đã bật lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần xác minh thông tin cơ bản, KYC đấy. Đó, như anh em đã nhìn thấy là khi mà chúng ta vừa mới lập tài khoản xong ấy, thì tài khoản của chúng ta là ở level 1. Hạn mức nạp và rút tiền pháp định là 50.000 một ngày. Hạn mức rút tiền mã hóa là 100 BTC một ngày. Hạn mức giao dịch P2P là không giới hạn. Sau đó chúng ta ấn vào bắt đầu ngay. Quốc tịch Việt Nam, số chứng minh thư. Số chứng minh thư thì mình sẽ đánh số chứng minh thư tượng trưng thôi nha. Sau đó anh em ấn tiếp tục. Mã bưu điện này thì anh em sẽ đánh mã bưu điện ở cái nơi ở của mình. Ví dụ như ở Hà Nội ấy, thì mã bưu điện là 100.000. Anh em ở cái tỉnh nào thì anh em có thể lên Google và search cái mã bưu điện, mã zip ấy. Sau đó anh em đánh vào đây nha. Rồi anh em ấn tiếp tục. Bây giờ Binance sẽ yêu cầu anh em sử dụng giấy tờ hợp lệ do chính phủ cấp. Chỉ những loại giấy tờ được liệt kê dưới đây mới được chấp nhận. Tất cả những giấy tờ khác đều bị từ chối. Một là căn cước công dân đấy. Hai là hộ chiếu và ba là bằng lái. Và thường thì anh em sẽ sử dụng căn cước công dân. Chúng ta sẽ ấn vào tiếp tục. Binance yêu cầu anh em chụp ảnh thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư do chính phủ cấp. Giấy tờ nguyên gốc có kích thước đầy đủ chưa qua chỉnh sửa. Đặt giấy tờ trên nền đơn sắc, có nghĩa là cái nền mà anh em để lên ấy, có thể là một cái bàn, nó có thể là một tờ giấy, làm sao mà ở dưới nó làm nền cho rõ cái chứng minh thư của anh em nha. Hình ảnh có màu đủ ánh sáng có thể đọc được. Không chấp nhận hình ảnh đen trắng và không chấp nhận giấy tờ đã qua chỉnh sửa hoặc hết hạn. Anh em nhìn mẫu này. Đó, phải chụp thẳng, không bị cắt góc này, không mờ và không dùng giấy tờ của người khác và là chính chủ của mình nhá. Ở cái này á thì anh em sẽ up mặt trước của giấy tờ tùy thân. Còn cái này là anh em up mặt sau của giấy tờ tùy thân. Đó, anh em kích vào đây. Cái này thì mình không có chứng minh thư để mà demo cho anh em. Đó, cho nên là nếu như mà anh em có chứng minh thư ấy, chúng ta sẽ cầm và để trước cái camera. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ ấn chụp ảnh là được nhá. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào chụp mặt sau của chứng minh thư. Cũng ấn chụp ảnh, xác nhận. Đó, sau đó anh em ấn tiếp tục. Anh em chỉ cần đưa mặt mình ra trước cái camera và ấn chụp ảnh, xác nhận là xong. Sau đó ấn tiếp tục. Vậy là mình đã hướng dẫn cái cách xác minh danh tính cho anh em bằng cái căn cước công dân. Do là cái ảnh mình chụp ấy chỉ là chụp tượng trưng thôi, hướng dẫn anh em thôi, nên là nó không được phê duyệt. Đó. Sau đó anh em chỉ cần ấn tiếp tục thôi, là đơn giản là chúng ta đã hoàn thành cái bước KYC đơn giản nhất. Và thời gian xét duyệt sẽ là 10 ngày nha anh em. Trong khi chờ đợi KYC thì anh em vẫn có thể giao dịch bình thường. Và anh em có thể kiểm tra tài khoản của mình bằng cách là ấn vào ví này, vào tổng quan ví này. Đó, ở đây có bao nhiêu tiền là sẽ hiện lên ở đây.
anh em nạp tiền thì đơn giản là chỉ cần ấn vào nạp thôi. Ở đây sẽ hỏi anh em là nạp tiền mã hóa hay là nạp tiền pháp định. Nạp tiền pháp định có nghĩa là đồng tiền mà mình đang sử dụng ở đất nước của mình và được chính phủ công nhận. Anh em có thể nạp trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình đến sàn giao dịch Binance nha. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho anh em cách đăng ký tài khoản cũng như là cách KYC tài khoản trên sàn giao dịch Binance. Chúc anh em thành công nha. Anh em đừng quên like, share và follow KS để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích từ thị trường crypto anh em nhé.